bấy giờ bồ tát pháp giới sai biệt nguyện trí thần thông vương nương thần lực của đức phật quán sát mười phương mà nói kệ rằng đấng thích ca vô thượng đủ tất cả công đức người thấy tâm thanh tịnh hồi hướng đại trí huệ như lai đại từ bi xuất hiện nơi thế gian khắp vì các quần sinh chuyển pháp luân vô thượng như lai vô số kiếp siêng khổ vì chúng sinh, vì sao các thế gian hay báo ân đại sư, thà trong vô lượng kiếp thọ khổ các đường ác, chọn không bỏ như lai, mà cầu nơi xuất ly; thà thế các chúng sinh thọ đủ tất cả khổ, chọn không bỏ như lai, mà cầu được an lạc; thà trong các cõi ác luôn được nghe danh Phật, không nguyện sinh đường lành, tạm thời không nghe Phật. Thà sinh các địa ngục mỗi mỗi vô số kiếp, chọn không xa lìa Phật mà cầu thoát cõi ác. Tại sao nguyện ở lâu tất cả các đường ác để được thấy như lai vì tăng trưởng trí huệ Nếu thấy được Đức Phật trừ diệt tất cả khổ hay vào các như lai, cảnh giới đại trí huệ. Nếu thấy được Đức Phật xả lìa tất cả chướng, dưỡng lớn vô lượng phước, thành tựu đạo bồ đề, như lai hay dứt hẳn, tất cả chúng sinh nghi, tùy tâm họ ưa thích, khắp đều khiến đầy đủ.